Lan Thang Sài Gòn xin kính chào quý vị trong nước cũng như ngoài nước. Cái lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị, thì hôm nay tôi quay lại đây để chia sẻ với quý vị những cái quan điểm của tôi liên quan đến cái sự việc mà lần hai trọng súng là tái xuất Sài Gòn để tiếp tục hành trình bu víu theo mạnh thường quân trong những ngày vừa qua. Thì kính thưa quý vị thế này, thì thông qua những cái clip mà tôi cũng đã xem ở một số kênh, trong đó là các kênh của Lê Tân Thiện và một số kênh khác, thì tôi có những cái ý kiến như thế này. Cái thứ nhất ấy, thì như lời Trọng Súng kể rằng là mẹ của Trọng Súng lên Sài Gòn nhưng cả gia đình không biết là đi đâu. Cái điều này là xin thưa quý vị là nó cực kỳ vô lý. Nó vô lý ở chỗ thế này nè. Chính Trọng Súng là người chở mẹ ra bến xe để đi, đúng không ạ? Thì không thể mà không biết là đi đâu được. Và ngay cả ba của Trọng Súng, chẳng lẽ bây giờ hai vợ chồng, mà chẳng lẽ giờ tôi ví dụ nha, nếu như số nợ đó thật, chẳng giờ giờ đi trốn nợ, trốn nợ mà chẳng lẽ giờ vợ chồng không trao đổi được hay sao? Không thể, cái điều đó không thể xảy ra được. Cái vấn đề thứ hai, tôi muốn nói quý vị thế này. Tôi có xem ở một kênh khác là quay Trọng Súng là ở ngoài đường cách đây khoảng 3 hôm. Trọng Súng cùng vợ và ba đứa con đang ở ngoài đường tại quận 2, là vào thời điểm ban đêm, đúng không ạ? Và Trọng Súng có nói rằng trong túi còn được như là 200 mấy chục ngàn để lên đây rồi đi ra đường, rồi người này cho 50, người kia cho 20, đúng không ạ? Theo quý vị, cái quan điểm của quý vị nghĩ sao? Quan điểm tôi nghĩ thế này nè. Vì tính tôi nói là tôi nói thẳng, nói sát phạt, tôi chẳng có sợ va chạm. Một thanh niên có vợ có con mà không lo nổi cho cuộc sống gia đình để đi bu víu vào cộng đồng mạng, bu víu vào mạnh thường quân để mà kiếm sống, lợi dụng cái lòng thương, lợi dụng cái sự từ bi bác ái của cộng đồng, từ bi bác ái của một số mạnh thường quân sống, nhỡn nhơ trên đồng tiền của mạnh thường quân. Như theo quý vị, như thế là có đáng thương hay không? Đó là chứng tỏ một dấu hiệu là vô trách nhiệm với cuộc sống bản thân và vô trách nhiệm với gia đình, vô trách nhiệm với những người mà Trọng Súng tạo ra. Đó là những đứa con của Trọng Súng tạo ra được. Lý do gì không lo được ít nhất là cơm ăn ba bữa, chuyện học hành tới nơi chốn tôi chưa đề cập ở đây, đúng không ạ? Tạo ra được rồi đến bây giờ gặp cái khó khăn trong cuộc sống thì lại đi bu víu vào cộng đồng mạng, lên cộng đồng mạng than thân trách phận. Cái lỗi này không phải lỗi của những đứa trẻ mà lỗi của những người lớn tạo ra nó, nhưng vô trách nhiệm với đời, vô trách nhiệm với chính bản thân mình nên mới có ngày hôm nay, mới đưa ra những đứa trẻ, đưa con mình lên cộng đồng mạng để đánh động vào lòng thương hại, đánh động vào lòng từ bi bác ái của một số bà con mà có, người ta gọi là từ bi mà thiếu trí tuệ. Tôi nói thật luôn, gom tiền cho Trọng Súng là những bà con là cái từ bi thiếu trí tuệ. Vì sao? Ngoài đời rất nhiều cái trường hợp đáng thương, có muôn vàn cái trường hợp nó bi ai hơn thế rất nhiều. Đó. Còn Trọng Súng có sức khỏe, có vợ, cũng là người cũng lành lặn, không có bệnh tật đau yếu gì cả. Nhưng ba đứa con nuôi không nổi. Đấy. Những ngày dịch thì xem như là mình không nói đi, vì những ngày dịch là khó khăn chung. Nhưng bây giờ quý vị thấy rồi, dịch bệnh đã hết và tất cả đã quay lại cuộc sống bình thường cách đây rất lâu, đã mấy tháng trời rồi, nhưng đến bây giờ vẫn
có cái ý định và có cái tư tưởng để tạo nên những cái hiện trường giả. Đấy, để đánh động vào lòng thương hại, đánh động vào lòng cái như là đau xót của một số bà con phương xa, để mà cái như là mong kiếm được chén cơm. Như thế quý vị nghĩ trường hợp như thế có xứng đáng để nhận được lần hai cái lòng thương hại của một số bà con nữa hay không? Đúng không ạ? Cái vấn đề thứ ba tôi nói ở đây về cái sổ tiết kiệm mà sau khi hết dịch, đúng không ạ, trồng súng về quê, cái sổ tiết kiệm này là cái sổ tiết kiệm chính mẹ vợ trồng súng nói là Lê Thân Thiện đang giữ. Đó. Cái list đó bây giờ trên kênh tôi vẫn còn. Tuy nhiên tôi có nghe trọng súng nói rằng là do cái kênh của tôi đưa lên cho nên trọng súng giờ không còn tiền, vì lý do là một số chủ nợ biết trọng súng có tiền nên tới đòi. Cái này là càng không thể. Vì sao? Cái kênh của tôi rất nhỏ, cái độ phủ sóng nó không bằng kênh Lương Thiện. Đúng không? Khi kênh Lương Thiện phát lên thì tất cả những bà con, những người mà theo dõi chương trình vẫn biết trọng súng đang được mạnh thường quân cho một khoản tiền rất lớn. Trong đó có những chủ nợ nếu có của trọng súng. Đúng không ạ? Chứ không thể mà kênh tôi để mà cái như là để trọng súng là cái như là người ta biết trọng súng còn tiền, cái chuyện đó chuyện không thể. Đó. Trên những cái mà thực sự ra những cái nó ngụy biện, ngụy tạo, một số cái tôi thấy quá trơ trẽn. Nó không xứng đáng là một thằng đàn ông, không xứng đáng là một cái như là đắng mày râu. Mình làm được, nhận được, chịu trách nhiệm được, ngay cả giờ nợ nần tất cả các kiểu, nếu đủ bản lĩnh thì đi mượn nợ người ta. Còn này anh đi trốn nợ đồng nghĩa rằng cái như là có những cái dấu hiệu là giật nợ. Thì bây giờ anh vừa có tiền thì chắc anh người ta sẽ tới đòi. Chuyện đó chuyện đương nhiên, chuyện nó không thể mà anh không trả được. Cho nên đừng trách ai cả, mà hãy trách bản thân mình. Lý do gì mà lại đi mượn nợ tứ tung, mượn cả những cái chỗ mà lãi suất trên trời? Vì sao? Vì ham anh nhắc làm, cho nên mới có những cái dấu hiệu là mượn xong rồi tính là cái xù, đúng không? Cho nên muốn yểm cái sổ tiết kiệm. Mà cái chuyện đó là cái chuyện không phải kênh của tôi, mà tất cả giờ anh nhận bao nhiêu tiền đó là mạnh thường quân gửi bao nhiêu, là nó phủ sóng, là cái kênh Lương Thiện phủ sóng rất lớn. Nên bà con biết chuyện đó rất bình thường thôi, đúng không ạ? Còn cái việc mà vừa rồi anh lên cái clip của Lương Thiện, anh ngồi anh khóc, anh nhớ mẹ, anh đi tìm mẹ, tôi thấy cực kỳ quá trơ trẽn. Nói trọng súng nghe nè, chính mẹ vợ trọng súng đã từng tố giác ở kênh tôi là trọng súng là cũng từng hành hung cha mẹ. Đấy. Thì bây giờ lên đây muốn lấy cái nước mắt của Mạnh Thường Quân, lấy nước mắt cộng đồng hay sao? Muốn quay lại tái diễn một hành động mới nữa hay sao? Một người con như thế mà giờ lên trên cộng đồng mạng đóng kịch đóng phim để mà cái nhà lấy cái sự đau xót của đồng bào, lấy cái lòng thương hại của bà con, như thế có xứng đáng hay không? Nó giống như thằng Ni Khmer mà thời xưa là cái như là thời điểm dịch bệnh đó quý vị, nhắc tới mẹ là nó khóc như là một trẻ em đang khát sữa, không khác gì cả. Nó là như thế đó. Đó là một trong những cái thủ đoạn để mà lấy đi nước mắt của một số bà con mà thiếu sự chứng kiến, lấy đi nước mắt của một số người mà có cái lòng từ mà chưa tìm hiểu rõ ràng cái câu chuyện như thế nào. Mà bây giờ muốn lấy được tiền của Mạnh Thường Quân bằng cách nào? Chỉ đưa ra những đứa con thơ, đưa ra những cái hoàn cảnh bệnh tật, đưa ra những người sinh thành. Đó là một trong những cách đánh động vào cái lòng từ bi bác ái, đánh động vào cái lòng nhân của người ta là nhanh nhất, hiệu quả nhất. Quý vị nghĩ đi, nếu một người con có hiếu, đúng không ạ,
Thì cái việc đầu tiên anh phải nuôi chính bản thân của anh. Đó. Rồi sau đó anh mới có sức khỏe, anh mới đi lo cho những người bên cạnh. Đó là anh có hiếu. Chứ đằng này cái như cái chuyện nợ nần trong gia đình, rồi anh lên cộng đồng mạng, rồi anh than thân trách phận, anh kêu la, chẳng khác nào anh nhờ cộng đồng mạng đi cứu, đúng không? Bán xôi gì mà nợ cái số tiền như thế thì tôi thua. Không ai mà bán xôi, quý vị cứ tính đi, chắc ở đây cũng có rất nhiều cái như là bà con cũng là buôn gánh bán bưng, chắc cũng đã hiểu là cái như là một gánh xôi nó bao nhiêu tiền, đúng không? Nếu mà nó thua lỗ trong một ngày thì nó mất bao nhiêu tiền. Đấy. Mà chẳng lẽ bây giờ bán 10 bữa mà cái như là lúc nào cũng gánh nguyên cả gánh xôi về thôi, chứ ai đâu mà kiên trì bán miết, đúng không? Cũng có lúc là bán được, cũng có lúc bán không được, nhưng không đến nỗi mà nợ một số tiền rất khủng như thế, đúng không các con? Mình nói nhau nghe cho vui, nghe Trọng Súng nói là cái như tôi thấy tôi rất buồn cười. Cái số tiền dĩ nhiên là cái tiền đó tiền của Mạnh Thường Quân cho, đã cho Trọng Súng rồi, Trọng Súng dùng cái việc gì đó là quyền của Trọng Súng. Nhưng đừng bao giờ lên cộng đồng mạng lương lẹo, đừng bao giờ lên cộng đồng mạng chỉ thế này thế nọ thế kia. Đó là chứng tỏ anh là một người không có bản lĩnh, một người thọ ơn của Mạnh Thường Quân mà cuối cùng anh không biết dùng cái ơn đó để phát huy, anh không biết dùng cái ơn đó để mà chấn chỉnh lại cuộc sống của mình, để có một trách nhiệm với gia đình, để trả lại cho Mạnh Thường Quân một tiếng thơm, đúng không? Đằng này quý vị thấy đi, vô kênh Lê Thân Thiện rất nhiều chửi Mạnh Thường Quân. Vì sao? Vì tin người, vì cho không đúng nơi đúng chỗ. Rất nhiều người chửi mà tôi cảm thấy xót xa, vì có tiền để mà đi quyên góp cho một số người có cái hoàn cảnh nó khó khăn hơn mình thì quay bị chửi. Mà lý do nào bị chửi? Vì sao? Cho không đúng đối tượng. Cho tôi nói quý vị thế này, nếu như Trọng Súng mà còn một tí và liêm sĩ, đúng không? Tôi nói thẳng luôn, còn một tí liêm sĩ thôi, thì không bao giờ dám lết mặt lên cộng đồng mạng để mà kêu ca than thân trách phận để lấy 1 triệu của Lê Thân Thiện. Cái 1 triệu Lê Thân Thiện đưa ra là mua đứt cái danh dự còn sót lại của Trọng Súng, đúng không? Đưa cả con cả vợ lên cộng đồng mạng. Nếu như thành công thì đó là một trong những cái tấm gương sáng vượt khó, đúng không ạ? Khi nhận được ân huệ của Mạnh Thường Quân thì vượt khó vươn lên, đó là một trong những cái để mà có những cái tích cực ở xã hội. Chứ còn đằng này đi lên cộng đồng mạng để mà kể lại những cái thất bại của mình, trong cái đó nhận cái ơn huệ của Mạnh Thường Quân, chưa có một câu trả lời, chưa có một câu về như là hồi đáp về cái ơn cái nghĩa đó. Dương dương lên cộng đồng mạng như thật như đúng rồi. Một người đàn ông như thế đưa con đưa vợ mình lên cộng đồng mạng để bán cái danh dự của vợ của con, ngay và ngay cả cái bản thân và ngay cả cái gia đình của mình để lấy 1 triệu đồng, như thế có xứng đáng hay không Trọng Súng? Nếu còn một chút liêm sĩ, hãy dừng lại đi. Đừng bao giờ lấy nước mắt của Mạnh Thường Quân phương xa, vì tất cả bà con tôi nghĩ đến thời điểm bây giờ ai cũng quá rõ ràng vấn đề này. Nếu như rõ ràng thì mong rằng dừng lại. Lương Thiện có nói một câu là hết dịch bệnh Trầm Súng huynh quy bái tổ về quê. Sai rồi Lê Thân Thiện. Huynh quy bái tổ này nè, là người ta dùng cái sức lực của người ta, người ta dùng chính cái năng lực bản thân họ để họ tạo ra một khoản thu nhập, để họ có những cái kế sinh nhai đích thực, họ tích lũy một khoản tiền để họ về quê để mà phụng dưỡng cha mẹ già, về quê để trang trải cuộc sống hiện tại, để lo cho mấy đứa nhỏ ăn học. Đó mới gọi là huynh quy bái tổ. Chứ không thể anh lên anh dùng 3 giọt nước mắt cá sấu, anh lấy lòng thương hại của một số bà con để anh kiếm một số tiền, rồi anh quay về quê để anh tiêu xài phung phí,
Anh tiêu xài đồng tiền mạnh thường quân là không có một chủ đích, đúng không ạ? Tiêu xài không biết sót. Đồng tiền mạnh thường quân là đồng tiền từ đâu mà có? Những đồng tiền đó tôi đã từng nói đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, thậm chí cả tính mạng của một số bà con để góp nhặt lại những đồng tiền đó mà gửi về cho quê hương, gửi về cho một số người họ có hoàn cảnh bất hạnh hơn mình, để giúp mẹ, để vượt qua giai đoạn khó khăn, để mà vươn lên trong cuộc sống. Chứ đồng tiền đó là trọng súng mang về quê, đó là mang về một cái ơn nghĩa của mạnh thường quân gửi gắm, chứ không phải là huynh quy bái tổ mang về đâu. Chứ đó không phải là huynh quy bái tổ. Nếu mà anh nhận những đồng tiền mạnh thường quân đó, anh biết phát huy, anh biết dùng đồng tiền đó để ra tiền, dùng đồng tiền đó đi làm những chuyện nó có ích cho gia đình, có ích cho theo cái nguyện vọng của mạnh thường quân, thì đồng tiền đã dùng đúng nghĩa. Còn những đồng tiền đó anh dùng phung phí thì đồng nghĩa rằng anh đang chà đạp trên cái niềm tin yêu, đang chà đạp lên cái tâm thiện của một số người đã gửi cái lòng từ bi bác ái và gửi cả cái vật chất để cho anh vươn lên trong cuộc sống. Nhưng cuối cùng những hành động thất bại đó, dù đúng hay sai, nó không cần quan trọng, mà quan trọng là Mạnh Thường Quân đã nhìn nhận ra được cái bản chất thực sự ở đây là gì. Tôi nghĩ chắc tất cả Mạnh Thường Quân đã có những câu trả lời xác thực. Và đừng vì những đồng tiền của Mạnh Thường Quân hay bất kỳ những cái động thái nào tiếp theo mà để đưa vợ con mình lên cộng đồng mạng để cho người ta xót thương, như thế là không đúng nghĩa một thằng đàn ông thật sự. Hãy tỉnh lại, hãy sống đúng cái bản chất thực sự của mình và vươn lên trong cuộc sống. Đó mới là một trong những con người cần sự tôn trọng. Còn nói thật, với cái quan điểm của Trầm Súng như thế này thì xã hội còn gặp rất nhiều Trầm Súng thứ hai, thứ ba, thứ tư, và gặp nhiều Trầm Súng hơn thế nữa. Vì sao? Vì cứ nghĩ rằng lên cộng đồng mạng ta dành những cái lời ngon lời ngọt, dành những cái mà nó bi ai nhất, ta đưa lên để lấy cái sự thương xót, thì xã hội này không bao giờ mà hết được Trầm Súng, vẫn còn Trầm Súng tiếp theo. Cho nên bà con dù có như thế nào cũng hãy tỉnh táo trước tất cả những cái tình huống mà một số kênh YouTube đưa lên. Vì trong đó tôi dám khẳng định quý vị, có những tình huống là đạo diễn thực sự, và có những tình huống là nó bất ngờ, nhưng bất ngờ bây giờ ít lắm. Vì sao? Vì cái đồng tiền người ta sẵn sàng bán đi tất cả, ngay cả cái lương tâm còn sót lại. Người ta không cần biết đồng tiền quý vị làm từ đâu mà có đâu. Người ta chỉ biết là quý vị thấy hoàn cảnh đó, quý vị cho bao nhiêu tiền. Quý vị thấy hoàn cảnh đó, quý vị xót thương, thì đồng nghĩa rằng quý vị chi cho họ bao nhiêu tiền để mà nuôi sống cái hoàn cảnh đó. Rồi cuối cùng quý vị sao? Đang nhận quả đắng. Đang nhận quả đắng. Và vấn đề này tôi nói thật là tôi cũng đã từng nói về cái chỗ Lê Thân Thiện. Có rất nhiều trường hợp Lê Thân Thiện giúp sai, như trường hợp của là cô Hiếu tỉnh Thất Sông Mây, Phúc Bán Hoa. Đấy. Tình Loan. Và đến bây giờ là Trầm Súng. Còn một số vị nữa, nhưng tôi nghĩ là chắc quý vị cũng đã biết, cũng đã hiểu. Sai nên dừng. Sai nên dừng. Đừng vì bất kỳ một cái thành tích, hay đừng vì bất kỳ một cái gì đó mà khi giúp một trường hợp thiếu đi sự kiểm chứng. Lòng từ bi bác ái bà con, lòng từ bi bác ái của một số mạnh thường quân có giới hạn. Khi họ mất đi niềm tin, họ không còn niềm tin nữa, thì những hoàn cảnh thực sự đang giúp đỡ rất khó tiếp cận. Thì thông qua đây, tôi xin gửi đến quý vị những cái thông điệp như thế.
cũng kính mong quý vị hoan hỷ cho tôi, vì tính tôi nói là nói thẳng nói thật và tôi không sợ va chạm. Vì từ trước giờ tôi cũng đã từng có những tiếng nói liên quan đến cái sự việc này. Khi mình giúp thì giúp cho đúng nơi đúng chỗ, đồng tiền làm ra rất cực khổ. Đừng vì một cái sự mà xót xa tức thời để mà làm cái tiền đề, để mà làm cần câu cho một số kẻ bất lương, để mà dùng cái đó để kiếm chắc trong cuộc sống. Thì clip hôm nay tôi xin phép quý vị là kết thúc clip đây, và tôi hẹn quý vị trong một clip mới tiếp theo để chia sẻ những cái quan điểm, những tư tưởng của tôi liên quan đến một số sự việc liên quan sắp tới. Và tôi xin kính chúc quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bye bye quý vị.